Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming. Và Dư Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ lắm ơi. Nói chung là ở video này thì Khải sẽ sơ đồ cho anh em một set đồ của bang chủ huynh đệ. Một set đồ cũng khá là ok. Và tuy rằng anh ta không nằm trên top cao thủ nhưng mà cũng đã hướng dẫn và dẫn dắt anh em bang hội huynh đệ hoạt động đến bây giờ cũng khá là tốt. Khải sẽ soi đồ cho anh em xem. Đây là bang chủ huynh đệ nha anh em. Ai mở được Ken, một ạc võ đan. Võ đan quyền đúng không? Vậy do đang quyền đúng không ta? Ok, vào đang hạt gió đang. Ok, hạt vỏ đang nè. Đây, trước mắt chúng ta nhìn vào cái vũ khí xem. Một cây vũ khí kháng hỏa chống 40 dòng 1. Ok, lấy cho mình kháng hỏa với chống 40 là cái chắc rồi. Một cái nón, ui, sinh lực một lực khá đẹp, 21-40. Đang có cho mình một hiệu ứng chống 80. Ui, cái nón đẹp quá nè em ơi, vũ khí cũng vậy. Khí cần phải kiếm một quá chất rồi. Sinh lực lực ui 99 và 120 nội lực. Quá đẹp. Chỉ tiếc là cây vũ khí không có dòng sinh lực lực hỗ trợ thôi. Được 80 chón và 37 kháng hỏa và kèm theo chuyện kháng cả 11 hợp kim. Là có cho mình kháng hỏa được 48 rồi, khá là đẹp rồi. 48 thì vào tấm kim cắn lắc là đánh ok rồi. Một cái áo, wow, một cái áo cực kỳ đẹp luôn. Chuyển hóa thương 6%, sinh lực 115, phục hồi 40. Đó, còn cái dòng kháng độc bên dưới không kích được nha anh em. Ôi, kích được luôn này. Mang cái đai lân thổ kích nha anh em. Ui, đồ mắt pin anh em à. Đai lưng kháng banh 19 và sinh lực 140, rất đẹp cho vào đan luôn. Thời gian độc 40. Một cái nhẫn kháng banh 20, giáng độc 40, sinh lực lực. Ôi, cũng một set đồ cực kỳ đẹp, năm hành anh em à. Cực kỳ đẹp. Vào tay xem, đang có cho mình hiệu ứng này, hiệu ứng 80 trúng độc. Vào tay làm chậm 40, sinh lực 85. Một ngọc bội làm chậm 40, sinh lực nội lực, sinh lực ưu tiên nội sinh lực anh em à. Chỗ đang là ưu tiên sinh lực. Lại là sinh lực 96. Nhận trên kháng lôi 23. Sinh lực 34. Một cái giày tóc 30 và kháng lôi 24. Ok, khá là ok đó. Chung là set đồ cho đan này nhìn vào là tổng quan khá là đẹp anh em. Hiệu ứng mắt off. Hiệu ứng mắt này, hiệu ứng 80 chón này. Đó. 80 là trúng độc này. Đó, mắt pin luôn, mắt pin luôn. Hiệu ứng 80 làm chậm. Đó, quá chắc. Đó, quá chắc, quá chắc. Ok. Kháng lôi thì tầm này cũng quá đẹp rồi. Hai món này kèm theo gia truyền thì cũng hơn 5 mít 6 mít rồi. Hôm nay mới rồi. Ok anh em xem video này thì đừng quên đỡ lại cho ban chủ huynh đỡ, đó là Mdken, đó là Minh, và cũng như cho Khải một like và chia sẻ ủng hộ video này nha anh em ơi. Một set đồ một võ đăng quyền như thế này là pin như thế này là mắt pin nữa anh em. Bao tay sau này nếu mà ok thì server ra đầu tím thì có thể sắm thêm bao tay làm chậm và phòng thủ lý đó. Thì bao tay thì chỉ thêm phòng thủ lý thôi đó anh em. Quá ngon, áo nhìn vào đẹp quá anh em ơi. Áo này lấy cho mình dòng trường hóa 6% và kháng độc 17, sinh lực rất cao. Nói chung đồ sinh lực ok, đồ sinh lực rất đẹp. Sau thuộc tính Khải xem từ sau thuộc tính cho anh em xem rõ cái kháng luôn. Khải sau thuộc tính cho anh em xem rõ cái kháng luôn. Đi đâu rồi? Cánh tung hoành dẫm xa. Đúng rồi, Khải đang mưa to nè mình. Hồi chiều nó rí rồi nó xém mưa nè. Ôi ông này gió đang tính ra build đồ đẹp á nè. Tầm này thì đeo theo chuẩn năm hành. Cái này là chuẩn năm hành. Chuẩn năm hành của quý thủy. Không phá hành. Không phá hành gì mấy. Nếu phá hành thì phải mang bao tay thủy với lại ngọc bội thủy với lại gọi là phá hành. Đây là chuẩn năm hành của vũ khí thủy nè. Đi đâu rồi. Đi đâu rồi anh em ơi. Rồi ok. Nói chung là tính sơ qua tổng quan khá là đẹp anh em à. Hiệu ứng mắt pin quá đẹp. Mắt 80 quá chất. Ok anh em xem đừng quên cho một like nha anh em ơi. Khải đi dạo đồ tiếp đây.